Dạ, con thấy các sư hay đọc kinh chúc phúc cho chúng con là sống lâu, sức khỏe, sắc đẹp, an vui. Thế tụi con có nhận được những điều đó không ạ? Hay phải hiểu theo cách khác mới đúng? Mong sư giảng giải về ý nghĩa và hiệu lực của việc mình chúc phúc đến một người hay nhiều người. À, nó có hai cái lớp ý nghĩa. Lớp ý nghĩa thứ nhất á, thì đó là đúng theo cái nghĩa đen thuần túy, là chúc cho quý vị sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Thuần túy là như thế. Và nếu mà có năm chi nữa, thêm một cái chi cuối là sự giàu sang. Còn nếu mà hiểu theo cái nghĩa sâu hơn á, thì khi mà chúc quý vị sống lâu á, thì ở trong kinh đại kinh Sư Tử Hống của Trường Bộ, khi chúc sống lâu á, tức là chúc cho quý vị đạt được cái tứ thần túc hoặc là tứ như ý túc. Tại vì một người đạt được như ý túc, nếu muốn họ có thể sống lâu đến hết kiếp. Rồi khi mà chúc quý vị có được cái sắc đẹp á, tức là chúc cho quý vị có được cái giới hạnh, tức là lấy cái giới hạnh làm trang sức, chúc quý vị có được cái giới hạnh. Khi mà chúc quý vị được cái sự an vui, tức là chúc quý vị có thể chứng đắc được các tầng thiền. Tại vì chỉ có sự an lạc ở trong thiền nó mới thật sự an lạc, bởi vì nó ly dục. Và cái thứ tư, chúc quý vị có được cái sức mạnh, có nghĩa là chúc quý vị chứng đắc các tầng thánh. Tại vì chỉ có sức mạnh của thánh đạo mới có thể cắt đứt được phiền não và chấm dứt sanh tử luân hồi. Và nếu có chúc quý vị chi phần thứ năm là giàu sang, giàu sang, thì điều đó có nghĩa là chúc quý vị luôn sống trong tứ vô lượng tâm. Cho nên nó có hai cái ý nghĩa, tức là chúc một và được nhiều. Và quý vị hỏi là cái việc chúc đó đó thì như vậy thì nếu coi quý vị có nhận được hay không, thì xin thưa là sư cũng không biết quý vị có nhận được hay không. Giống như là người ta cho quà mình thì mình cảm ơn và mình chúc quý vị được an vui, giống như Tết vậy. Quý vị lì xì, người ta thì cái người nhận thì cũng chúc vậy, như năm mới phát tài. Nhưng mà cái nó khác ở chỗ là đối với các sư thì khi các sư chúc như thế, các sư thật lòng mong mỏi quý vị được như thế, chứ không phải giống như kiểu mà năm mới phát tài nói cửa miệng xong là thôi, không phải. Và ngay cả điều chúc phúc á, thì Đức Thế Tôn Ngài cũng chúc phúc, chứ không phải là do sau này các sư mới chế ra các sư chúc. Xin thưa cái bài mà sư tụng cho quý vị, Yatha wa rivaha bura palipu ren tisa garang e wa me we to din nang beta nang upakapati. Cái bài đó, đó là không phải là mấy sư chế, là mấy sư chúc đâu. Đó là bài chúc phúc của chư Phật độc giác. Các ngài chúc phúc. Mỗi một vị thì chúc một đoạn khác nhau. Nó có nhiều bài mà các sư gom lại.
yatha vali hoa buddha vali buddha thế sa ca lăng e qua mê với tổ đình đang bề tăng năng upakapati là một bài ít chi tăng bát chi tăng tùm hằng khi ba mê qua smith chatu sappe buddha tu san kappa chân đồ ban ra so yatha mani cho tiro so yatha là một bài sappi tiyo vat chân tu sapparogo là hai bài đó. Thì tổng cộng là ba bài rồi sắp Buddha Nupha Quê là bốn bài. Bài sắp Buddha Nupha Quê thì nó không phải là của Phật độc giác mà chúng ta của như là của Chư Tăng. Có nghĩa là ngay cả vị Phật chánh đẳng giác ngài cũng chúc phúc, Chư Phật độc giác các ngài cũng chúc phúc. Và khi các sư chúc phúc quý vị là các sư lấy cái lời chúc phúc của Chư Phật độc giác để chúc phúc quý vị. Thì như vậy quý vị nghĩ là quý vị có nhận được hay không nhận được? Thì cái đó tự quý vị trả lời.